Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gia đình Emma. Hôm nay mẹ Emma xin chia sẻ một đề tài, đó là thu nhập ở Canada bao nhiêu, mình đóng thuế như thế nào, và sau khi cái tiền mà nét hàng tháng mình thu nhập á thì có đủ để trang trải cho cuộc sống hay không. Đầu tiên mình tới thu nhập nha. Theo cái thống kê năm 2020 của một trang web của chính phủ, mình để đường link ngay ở dưới các bạn có thể tham khảo nha, thì thu nhập trung bình của một người đi làm ở Canada là 29 đồng một giờ. Ở bên này nó hay tính theo giờ như vậy á các bạn. Mà một giờ như vậy thì nếu như một người đi làm full time 8 tiếng một ngày và một tháng là tầm 21 hay 22 ngày làm việc, thì một tháng thì họ sẽ có là thu nhập khoảng 5.300 một tháng. Thì 5.300 tính ra tiền Việt của mình là tầm 95 triệu á. Thì mình nghĩ là các bạn sẽ nghe ở đâu đó nói là thực ra thu nhập không có cao được như vậy đâu, bởi vì đó là thu nhập trung bình ở Canada mà, làm sao mình cạnh tranh với được người bản xứ, đúng không? Vậy thì bây giờ mình cứ tưởng tượng khi mình qua đây mình không được cái mức lương đó thì mình phải làm mức lương tối thiểu đi ha. Ở bên này mỗi tỉnh bang nó sẽ quy định một mức lương tối thiểu khác nhau. Ví dụ như là bang của mình đang ở là bang British Columbia thì mọi người hay gọi tắt là BC. Bang BC hiện tại là thu nhập thấp nhất là, có nghĩa là thu nhập tối thiểu quy định á là 15.2 đồng. Thì bây giờ mình tưởng tượng mình qua đây làm việc, mình không có kinh nghiệm nhiều nè, hay là không có kinh nghiệm luôn, rồi mình qua đây mình bị rào cản về ngôn ngữ tiếng Anh, mình không giỏi nữa, thì mình làm những cái công việc, mình giả sử thôi ha, mình công việc là phụ bếp cho một nhà hàng đi, thì mình sẽ được hưởng cái phần lương tối thiểu đó. Lương tối thiểu đó sẽ là 15.2 đồng một giờ. Thì cũng mình nếu như mình làm full time như lúc nãy mình nói là 8 tiếng một ngày, rồi một tuần thì mình làm 5 ngày trong tuần, thì thu nhập của mình sẽ là tầm trước thuế sẽ là 2.700. Nhưng mà các bạn biết không, ở bên Canada này mình nghĩ là cũng nhiều nước phát triển khác á, thì khi mà mình đi làm trong những nhà hàng sẽ có thêm một phần nữa, đó là phần tip. Phần tip này á thì cũng chiếm khá ok trong thu nhập và trong thu nhập của mình á. Như những người bạn mình hay làm cứ lúc sinh viên á thì cũng có kể cho mình là bình quân nha, mình không nói đến những cái nhà hàng rất là sang, chỉ những nhà hàng gọi là thông thường thôi, thì một ngày mình đi làm full time như vậy thì cũng kiếm được tiền tip khoảng 20 tới 30 đồng là chuyện rất là bình thường. Đó, nên thu nhập của mình á sẽ là tầm, nếu như mình nói là không có nhiều kinh nghiệm, mình siêng năng mình làm việc thì mình sẽ có thu nhập là tầm khoảng 2.700 tới hơn 3.000, khoảng 3.200 gì đó, là cho là mình là không có kinh nghiệm đó. Nãy giờ mình nói với các bạn đó, đó là cái phần thu nhập trước thuế. Vậy thì bây giờ mình sẽ đề cập tiếp là nếu như mà đi làm như vậy thì mình phải đóng thuế bao nhiêu. Thì bây giờ mình sẽ chia hai trường hợp đi ha. Một á là mình sẽ phải đi làm với cái mức lương tối thiểu. Thứ hai là mình sẽ đi làm, mình sau một thời gian mình có kinh nghiệm rồi, hoặc là mình đã học ra trường làm 1-2 năm kinh nghiệm gì đó, mình ta lên được cái mức lương trung bình làm việc ở Canada rồi, thì mình đem về cuối cùng đút vào túi của mình mỗi tháng là bao nhiêu tiền ha. Đầu tiên nếu như mình phải đi làm với cái mức lương tối thiểu thì mình sẽ phải đóng những cái tiền giống như ở Việt Nam á các bạn, bảo hiểm và thuế. Thì đi làm mức lương tối thiểu như vậy thì mình sẽ đem về lại còn khoảng là 2.300 một tháng. Vậy có nghĩa là mình sẽ phải đóng tầm 16% của thu nhập của mình. Còn nếu mình bước lên được cái mức lương là trung bình là tầm hơn 29 đồng một giờ, thì một tháng như vậy mình sẽ đem về cho mình là còn khoảng 4.000, hơn 4.000 một tháng. Thì có nghĩa là mình sẽ đóng 23% trong thu nhập của mình cho các tiền là bảo hiểm và thuế. Cái phần mình cũng là để đứng link bên dưới á, là các bạn sẽ biết được là cái công thức tính ở đây rất là rõ ràng ha. Mình có thể chọn được tỉnh bang nè, chọn được là mình tiền cross trước thuế bao nhiêu tiền và sau thuế là mình thu lại còn bao nhiêu, đóng bảo hiểm và thuế bao nhiêu. Các bạn có thể tham khảo nha. Nếu mà các bạn mà quan tâm những tỉnh bang khác á thì các bạn cũng có thể dùng cái trang web này để các bạn tính tính tiền cho mình nha. Đề tài tiếp theo, cái phần tiếp theo mà mình muốn cùng thảo luận với các bạn á, đó là cái phần là vậy thì bây giờ sau khi đi làm bỏ tiền túi cho mình mỗi tháng như vậy á thì mình có đủ trang trải cuộc sống hay không? Chắc là mình sẽ không bàn tới về nếu như mà mình có thu nhập trung bình ở Canada ha, bởi vì mình nghĩ là quá ok rồi. Vậy thì giả sử trong trường hợp mình qua đây mình không có nhiều kinh nghiệm đó, mình phải làm với cái mức lương là với mức lương tối thiểu như vậy thì mình có đủ trang trải cuộc sống hay không. Và hầu như hôm bữa mình có chia sẻ với các bạn ở cái đề tài là chi phí du học hết bao nhiêu tiền á, thì mình có nói về là một bạn du học sinh qua đây thì
chi tiêu hết bao nhiêu. Thì nếu như một người độc thân thì mình tính trung bình là sẽ chi tiêu khoảng tầm hơn 1.300. Vậy thì nếu như mà mình làm mức lương tối thiểu là mình nhận là 2.300, mình xài hết 1.300 thì tính ra mình vẫn còn dư, đúng không các bạn? Mình không nói đến những cái trường hợp là nếu như một số bạn thì xài sang hơn, ví dụ như mình hay đi ăn ở nhà hàng ở ngoài, hay là mình hay đi shopping, mình hay xài đồ hiệu, thì những cái đó gọi là nhiều tiền lắm, đúng không? Vậy thì có nghĩa là nếu như độc thân là mình thấy cũng ok, tiêu xài gọi là cũng ok và có dư chút chút. Vậy thì bây giờ giả sử như là có gia đình rồi thì sao? Vậy giờ đầu tiên sẽ là hai vợ chồng son đi ha. Nếu hai vợ chồng son chỉ có đi làm là với mức lương tối thiểu như vậy thì mình cũng đem về túi cho mình hàng tháng là tầm khoảng 4.500, đúng không các bạn? Tầm 4.500 một tháng. Và theo như mình khảo sát rồi mình quan sát thì mình thấy nếu như hai vợ chồng son mà đi thuê nhà, mà thuê hai phòng luôn á, hoặc là một phòng hai phòng, thì tính ra chi phí hàng tháng là cũng tầm khoảng 4.000. Có nghĩa là chi khi nếu như mình làm mức lương tối thiểu thì hai vợ chồng cũng đủ trang trải cuộc sống. Vậy thì bây giờ câu hỏi tiếp theo, nếu như bây giờ là cũng hai vợ chồng nhưng mà có gia đình đã, hai vợ chồng nhưng mà có con rồi thì có đủ để nuôi con hay không? Thì các bạn ơi, ở bên Canada này á thì chính phủ sẽ có một cái phần tiền, đó là tiền hỗ trợ cho các bé, đặc biệt nha các bạn, các bé từ 1 tới 6 tuổi như em à của mình á thì được hỗ trợ nhiều tiền hơn là những em bé lớn nữa. Thì cái là nếu như mà em bé nhận được bao nhiêu tiền hỗ trợ cho các gia đình thì mình sẽ làm đề tài sau để mình nói thêm kỹ hơn về cái việc này nha. Sau khi mình đã chia sẻ xong về cái đề tài là thu nhập và trang trải đủ cho cuộc sống hay không, thì mình hy vọng là những cái bạn nào mà đang quan tâm mà muốn qua đi học hay là định cư đi làm việc ở bên Canada thì mình hãy tự tin lên nhé, bởi vì mình tin rằng tất cả mọi người đều có thể, là nếu như mà mình siêng năng làm việc thì đều có thể trang trải cuộc sống, hoặc là mình sau một thời gian mình làm việc á thì mình cũng đều đạt được cái mức lương trung bình ở Canada hết á. Mình cứ cố gắng lên là mình sẽ làm được. Những gì mà mình thấy thì mình thấy là người Việt mình rất là siêng năng, đi đâu mọi người cũng yêu quý các bạn ạ. Đề tài của mình hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu mà các bạn thích video của mình á thì hãy like, share và đăng ký để giúp gia đình mình nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào.